Rồi hello anh em ha, thì chào mừng anh em đã trở lại với kênh Đầu Câu Phi Nguyễn nha anh em. Thì hôm nay mình lên mà đặt hàng mới anh em. Thì hôm nay mình có lên máy nè, lên cần nè, cần bên đây là cần gút nha anh em, gút chất liệu phíp, rồi máy là máy hàng bãi nha anh em. Rồi anh em có ủng hộ mình thì anh em vui lòng điện thoại vô số điện thoại mình nha, 0779 64 370 nha anh em. Số điện thoại Zalo của mình. Rồi anh em có yêu thích mã số nào hoặc anh em ưng mã số nào á, anh em liên hệ số này cho mình nha. Thì bên mình á, đồng giá một đơn hàng phí ship là 30k nha anh em, đồng giá 30k. Anh em mua hai mã số là anh em được miễn phí ship nha anh em. Rồi, em lên con đầu tiên ha. Con đầu tiên là một con của Japan nha anh em. Rồi, con đầu tiên là con của Japan. Con này size thịt của nó là size tầm 1500 ha anh em, 1500, con Ryobi Sinot ha. Đây, có trầy ở đây. Xem ngoài hình trước ha anh em. Có trầy nè. Anh em xem kỹ ngoài hình giúp em ha. Con này size tầm 1500 ha anh em. Mô bin sống ha. Mô bin sống. Quay ngon lành ha anh em. Chốt chặn đây. Chế độ 2 chiều. Gạt cước. Con lăn con này còn sáng nè anh em. Rồi con mã số 1. Mã số 1 thì rớt giá đây. Con mã số 1 này made in Japan nha anh em. Con mã số 1 để anh em giá 280k ha. Rồi con mã số 2. Sao nó rớt giá hoài. Rồi con mã số 2 là một con của thằng Shimano nha anh em. Con Shimano đây. Shimano Holy Spin Day đây. 2000 ha anh em. Size của nó là size 2000. Made in Malaysia ha anh em. Size 2000. Ngoại hình đây. Anh em xem kỹ ngoại hình ha. Anh em tự đánh giá ngoại hình giúp em luôn nha. Rồi. Quay im gu ha anh em. Chốt chặn. Chế độ 2 chiều. Mô bin đây. Mô bin sống ha anh em. Con lăn. Lăn đẹp. Gạt cước. Rồi con mã số 2, hàng cũng Malaysia. Size 2000, mã số 2 giá 320 anh em. Rồi tới con mã số 3 đây. Mã số 3 là một con Abeto. Con Abeto ST Abeto XT 3000. Con này có Shimano ha anh em. Này có Shimano, size của nó là size 3000. Anh em xem ngoại hình ha. Có trầy nè. Có chạy vết đó thôi ha, ngoại hình còn tương đối chạy. Tay quay là thay đổi trái phải được nha anh em. Thông số đây. Để anh em thông số ha anh em. Con này cước số 2 vô được 220m, cước số 3 vô được 150m, cước số 4 vô được 100m anh em. Con này size của nó là size 3000. Đây con có Shimano đây, có chạy mặt đạn nha.
quay cho anh em coi ha. Con này có hệ thống ABS ha anh em. Đây, ABS đây, tay quay còn sáng trưng nè. Gặp tay quay nè, thay đổi tay quay trái phải. Rồi con hàng của Shimano ha anh em. Xe 3000. Lăn đẹp. Gạt cước ok. ABS đây. Chế độ 2 chiều. Rồi con mã số 3. Con mã số 3 này một con hàng của Malaysia, Abito 3000. Con này giá là 500k nha anh em. Con này giá là 500. Mã số 3 giá 500. Con mã số 4 là một con Shimano Alas 3000 nha anh em. Con này thông số cước nó là cước số 2 vô được 220m, cước số 3 đều được 150m anh em, cước số 4 vô được 100m. Em xem ngoại hình ha. Hình con này đẹp. Không nó đẹp theo là hàng bãi về ha anh em. Con này còn khoảng chừng 85%, 90%. Có trầy là trầy dâm nè, trầy xước. Còn khoảng 85% anh em. Tùy anh em đánh giá ha. Thay đổi tay quay trái phải. Hệ thống ABS luôn nha anh em. Hai chiều. Mua pin là mua pin sống ha nè. Lưỡi gà tốt nè. Con lăn sáng đẹp ha. Gạt cước ok. Rồi con mã số 4 này một con hàng của Malaysia nha nè. Mã số 4 giá 550k. Rồi em qua mã số 5 nha. Mã số 5 là một con Daiwa nha anh em. Daiwa Sprinter ST1000 DX. Size thật con này là size tầm 5000 rưỡi 6000 ha anh em. Cước số 6 vô được 150m nè. Cước số 4 vô được 230m. Cước số 5 vô được 180m ha anh em. Con hàng của Daiwa ha. Made in Japan nha anh em. Con này là made in Japan đây. Gặp tay quay là nhấn lúc này gặp hay nè. Cối còn đẹp hay nè. Anh em xem ngoại hình ha. Mô pin nè. Mô pin sống hay nè. Chốt chặn. Rồi con này là gạt cước lăn đẹp. Con này mã số 5. Mã số 5 là giá 400k ha anh em. Mã số 5 là giá 400. Rồi mã số 6 cũng là một con Sprinter nha anh em. Nó cũng một loại với con kia mà khác màu ha, con này màu đỏ ha. Đây, Daiwa Sprinter ST1000 DS đây, nó cũng y chang con kia luôn. Cước số 3 vô được 330m ha nè. Cước số 4 vô được 230m, cước số 5 vô được 180m, cước số 6 vô được 150m ha. Mua pin là mua pin sống ha. Gạt cước, ủa lăn còn sáng nè. Gạt cước đây. Ok. Hàng của Japan luôn ha anh em. Tay qua.
Rồi con mã số 6 này giá là 400k nha anh em. Mã số 6 giá 400k. Tới con mã số 7 đây. Mã số 7 là con cối nông nha anh em. Con cối nông của Daiwa đây, con này made in Japan nè. Con cối nông nha. Con này là sản xuất ra là Mobin tỉnh nha anh em. Con này để câu quạt biển đâu, kéo là kéo luôn chứ không xả được nha anh em. Có trầy đây ha. Còn ngoại hình còn lại là tương đối đẹp ha anh em. Chỉ có về chạy một vết ngay chỗ đây, chỗ gạt cước đây. Con này size của nó, để em coi size của nó. Size của nó size 6.000 ha anh em. Size 6.000 đây. Gato 5.1 nè. Mobile là Mobile tỉnh hay nè. Xe 6.000, còn có nông ha. Cước trong đây còn đẹp hay nè. Anh em về xem xét anh em chơi cước trong đây được nè. Gạt cước ok ha, gạt cước cũng cứng ngắt à. Gạt cước bực bực luôn. Thay đổi tay quay được trái phải hay nè. Chế độ 2 chiều. 1 chiều rồi. Rồi con mã số này là con mã số 7 nha anh em. Mã số 7 giá 450. Con hàng của Daiwa Japan. Cái con mã số 8. Mã số 8 là con của Daiwa nha anh em, mà con này của Thái Lan ha. Số 8 là con của Thái Lan. Thì hai ông này chắc chung chủ đó, màu gần y chang nè. Daiwa luôn, size 6.000 luôn. Nè. Chắc chung chủ bển y chang. Con này thì ngoại hình, nên xem ngoại hình ha. Chạy đây nè. Chạy ngay đây. Chung chủ nè, hai cái chạy ngay đây chưa. Rồi con này là cước, là cước số số 5 vừa được 200m thôi nè. Cước số 6 vừa được 160m nè. Gato 5.1, y chang con kia luôn. Mà con này sản xuất tại Thái Lan hay nè. Đây, hàng Daiwa ha. Gạt cước ok, chế độ 2 chiều. Rồi con này mã số của nó mã số 8 ha anh em, mã số 8 giá 400. Tới mã số 9 nè. Con Daiwa Japan ha anh em. Mã số 9 Daiwa Japan. Ngoại hình con này anh em xem ha. Hình này còn mới, sáng tươi. Tên của nó là tên Spotlight ST3000 ha anh em. Gato là 1.4.8, hàng của Daiwa. Con này thì thông số cước của nó, để em đọc thông số cước. Cước số 7 vô được 210m thôi nè. Cước số 6 vô được 260m. Cước số 5 vô được 320m. Con này size của nó size tầm 7.000. 7.000, 7.500, 8.000. Con này size tầm 7.000, 7.500. Cối trong à, sáng trưng hay nè. Mobile là mobile sống nè. Rồi mobile sống nha anh em. Quay nhẹ nhiều ha, quay mượt nha anh em. Chốt chặn 2 chiều.
kẹt cước ok nha anh em, lăng sáng nè. Rồi con mã số 9 này, con của Daiwa Japan, con mã số 9 giá 500 nha anh em, mã số 9 giá 500k. Rồi con mã số 10 anh em, mã số 10 là con hàng của Japan luôn, con này bị mất tem mà, mất tem mà. Con mã số 10 để em coi, con của hàng Daiwa luôn ha anh em, hàng của Daiwa luôn. Tên máy tên gì đây, mất tem mà không biết tên máy luôn anh em ơi. Để anh em cho anh em xem thông số cước ha. Cái này là cước số 2 vô được 105, cước số 12 vô được 150m ha anh em. Cước số 10 vô được 175m. Con này size tầm 10.000. Size tầm 10.000 ha anh em. Đây, hàng của Daiwa nè. Size tầm 10.000, chốt chặn nè. Mobin là mobin sống nha anh em. Đây, mobin sống nè. Tay quay thay đổi được trái phải anh em. Anh em mở này ra anh em thay đổi tay quay nè. Lăn đá hồng nè. Lăn đá tím. Lăn sáng chừng. Ờ con này size tầm 10.000 nha anh em. Tháo trong cho anh em coi. Con này mất hai cái tem. Giá con mã số 10 này, giá 550 ha anh em. Còn tem em máng cỡ 600 650, con này đẹp. Size 10.000. Cái 3.000 này là cái tên máy anh em chứ không phải là cái size thật của máy nha. Không có con nào mà size 3.000 mà chà bá nào anh vậy đó. Rồi con mã số 11. Con mã số 11 là một con Daiwa nha anh em. Daiwa Spotlight nè. Con này chạy hai mặt đạn ha. Tên máy là MG5000. Thông số cước. Cước số 10 vô được 140m ha anh em. Cước số 10 vô được 140m. Cước số 8 vô được 240m, cước số 7 vô được 290m ha anh em. Con này size là size tầm xe này cũng 10.000, con này xe 10.000 ha anh em. Cước số 10 vô được tới 190m luôn. Xe 10.000 ha. Con này của Japan luôn nha anh em. Hàng Japan đây. Em xem ngoại hình ha. Có trầy ha anh em. Hình này con này có trầy nha. Con này tem mạc còn đầy đủ. Hình có trầy, gặp tay quay anh em nhắn nên gặp ha. Rồi quay thử anh em coi ha. Quay nhẹ hiệu mượt nữa nè. Quay in gu ha. Chốt chặn nè. Hai chiều. Mô pin là mô pin sống nè. Nữ gà còn kêu. Con lăn này còn đẹp nha anh em. Nó hơi bị ten ở đây thôi, nhưng mà con lăn này còn sáng trưng, không ảnh hưởng gì trơn nha anh em. Gạt cước ok. Rồi con này rớt giá mục tiêu không biết. Đây đây, giá. Giá này nó rớt hoài, rớt mãi. Rồi con này con mã số 11 nha anh em. Con mã số 11 giá 550 ha, size 10.000 nha anh em. Con hàng của Daiwa Japan. Rồi tiếp theo là con mã số 12 nha anh em. Mã số 12 là một con Shimano Made in Malaysia ha. Alivio 6.000.
Em có chơi dòng Alivio này rồi anh em biết ha. Ngoại hình chạy xước ở đây nha anh em. Tay quay chạy. Nói chung là có chạy xước nha. Anh em xem ngoại hình anh em đánh giá ngoại hình luôn nha. Tay quay là thay đổi trái phải nha anh em. Tay quay gập nè. Cái này gập tay quay lại ha. Con Shimano của hàng Malaysia nha anh em. Alivio 6000. Rồi, nó trúng. Quay Imgu nha anh em. Rồi em đọc thông số nha. Đây thông số đây. Này cước số 6 giờ vô được 150m nha anh em. Cước số 5 vô được 200m, cước số 4 vô được 250m. Con này sai là sai 6000 luôn. Mobin. Con lăn. Lăn còn đẹp ha anh em. Kẹt cước ok. Thay đổi thay đổi tay quay được trái phải nha. Con này có chạy mặt đạn nè. Còn cái Gatio không thể để. Đây chốt chặn đây. Chế độ 2 chiều. Thôi chiều bật dưới đây nha. Rồi con mã số này là con mã số 12 nha anh em. Con mã số 12, con hàng của Shimano Alivio 6000, con này giá 600k nha anh em. Em có chơi dòng này rồi anh em biết ha. Rồi tiếp theo là tới con mã số 13 nha anh em. Mã số 13 này con này ngoại hình trầy ha. Ngoại hình con này em báo giá cho anh em là anh em hết hồn luôn. Con này không chạy là hơi bị ngon á. Anh em chơi anh em không để ý ngoại hình thì anh em lấy con này về chơi ha. Tim là tim lòng đá nè. Rồi em con này là con của thằng thay nhà của con này, con của Made in Japan anh em. Made in Japan, con này size của nó để em coi size nó bị mở đây. Con này con của thằng Ryobi anh em. Ryobi Power Full 6000GL chạy 3 mặt đạn nè. Gatio của nó là 1.3.1. Để em coi thông số cước. Cước số 12 vô được 170m hay anh em. Cước số 12 vô được 170m. Con này sai là sai tầm 12.000 ha. Sai tầm 12.000, sai tầm 12.000. Con này sai 12.000. Anh em quay anh em coi thử ha. Nhẹ hiệu luôn nha anh em. Chốt chặn. Con này con Ryobi ha anh em. Có tim Ryobi nè. Con này có cốt trợ lực ha. Cốt trợ lực chà bá nha anh em. Cốt trợ lực nè. Con lăn này còn đẹp nha anh em. Lăn đá xứ xám nè. Lăn sáng chân. Mô pin là mô pin sống nha anh em. Lưỡi gà còn kêu nè. Mô pin sống nè. Con này có cốt trợ lực nha anh em. Tay quay gặp ha. Tay quay mình thay đổi được trái phải nha anh em. Nè. Đây. Cái này nó có ngóc nè anh em, dạng ngóc này anh em ra anh em thay đổi tay quay lại ha. Nó ba chế độ nè, chế độ này là chế độ tiếng nè, tiếng kêu nè. Đó, chế độ này là chế độ giữa là tắt tiếng kêu nha anh em. Quay là không nghe tiếng kêu nữa. Còn chế độ bên đây là chế độ 2 chiều ha. Con này ba chế độ nha.
Rồi con này mã số của nó là mã số 13 giá 550 nha anh em. 13 giá 550, cốt trợ lực giá 550 nha. Anh em không quan trọng màn hình lên để lấy con này anh em quýnh nha. Rồi con mã số 14. Con của thằng Gia Banh luôn nha anh em. Con này cũng của thằng Y Chang nãy nè, một cặp với nó nè. Con này màu vàng, con kia màu đỏ nè. Y chang nha anh em. Con này thì nó ngoại hình nó còn ok ha, còn đẹp hơn con kia. Con này xài cũng tầm 12.000 nha anh em, không lấy nét được. Xài này cũng tầm 12.000 ha. Con này Ryobi Power Spoon nha anh em. Power Spoon 400GL, chạy 3 mặt đạn, Gato 1.3.1 ha. Đây bên đây có thông số vậy nè. Ở đây chạy nha anh em, màn hình có chạy ha. Con này màu vàng ha anh em. Anh em xem ngoại hình nha, anh em xem kỹ ngoại hình máy giúp em. Rồi quay thử cho anh em coi ha. Con này cũng 3 chế độ nha anh em. Rồi tiếng kêu nè. Dòng này quay nhẹ hiều. Ở giữa là tắt tiếng kêu nha anh em. Bên đây là chế độ 2 chiều đây. Kẹt cước đây nè. Mobin là mobin sống nha. Đây mobin sống nè. Con này cũng có cốt trợ lực luôn nha anh em. Đây cốt trợ lực đây. Rồi giá con này là mã số của nó là mã số 14 ha anh em. Mã số 14 giá này là 700k nha. Mã số 14 giá 700. Rồi qua mã số cần nha anh em. Cần 1 nha anh em. Cái cần 1 này là một cây dài của nó là dài 3m6 ha. Dài 3m6 cứng 25 đây. Cây này ngoại hình chạy nha anh em. Ngoại hình chạy nè. Bát là bát Fuji ha, khoen cũng là khoen Fuji luôn nha anh em. Đây, ở trong đây, chạy nha anh em. Cái này anh em để giá rẻ cho anh em chơi ha. Trong đây. Phíp này phíp đỏ anh em. Cái đọt cần nó bị dính keo nè. Cái ngọn này bị dính keo ha anh em. Em không quan trọng màn hình, em lấy cái này về anh em chơi ha, em để giá rẻ cho anh em chơi ha. Rồi con này thông số của nó. Cái ngọn là ngọn 2 ly 5 nha anh em. Góc là góc 27.6, độ cứng cái này là độ cứng cứng cái này cứng 25 nha anh em. Cái này 3.6 để anh em giá 350 ha. 350.000. Cây mã số cần 1 ha anh em. Rồi cây cần 2. Cần 2 là một cây dài 3m9 ha anh em. Cần súp dài 1m9 nè. Cứng của nó cũng cứng 25 nha. Cây này cũng có chạy nè. Chạy ở đây. Khoen bát Fuji ha anh em. Đây, có chạy nha anh em. Trong đây.
Rồi con mã số này là con mã số cần 2 ha anh em. Cây cần 2 này ngọn của nó là ngọn 2 ly 9 ha anh em. Ngọn là ngọn 2 ly 9, gốc là gốc 29.2 nha. Cứng cây này là cứng 25. Rồi cây mã số cần 2 này để anh em giá 400 nha anh em. Số 2 để với em giá 400, dài 3m9 ha. Rồi cây mã số cần 3 đây. Cần 3 này một cây cần 4m5 ha anh em. Cần súp 4m5. Phan bát Fuji ha. Chỗ này dính keo nha anh em. Keo ở đây. Fuji bát 7 nha anh em. Rồi cái này là phan đề 3 là phan gặp nha anh em. Lóng của nó đây. Em xem kỹ giúp em ha. Chỗ nào chạy là em báo chạy nha anh em. Đây chỗ này có chạy ha. Mô hình cái này có chạy xước dâm nha anh em. Xước dâm cái này ha. Đây chỗ này nè, chạy nè. Rồi em báo thông số cái này ha. Cây này là cây cần 3 nha anh em. Mã số cần 3. Cây này là ngọn 2 ly 9 nha anh em. Gốc là gốc 32. Gốc là gốc 32 ha. Độ cứng cây này là cứng 25 nha anh em. Cây cần dài 4m5, cứng 25. Rồi cây này em bán báo giá cho anh em là 450 ha. Mã số cần 3 450, dài 4m5 ha. Cái mã số cần 4 nha anh em. Mã số cần 4 là một cây dài 3m6 đây. Tiếng Anh nè. Tiếng Nhật nè anh em đọc không gành mấy này. Dài 3m6, cứng 30 anh em, hàng Olympic. Cái này là khoen bát, đó là khoen bát Fuji anh em. Fuji 7 đây. Dưới góc là anh em người ta quấn quấn gì đây nè, góc bự ra nè, có quấn hay anh em. À, không ảnh hưởng gì à, có góc này nó cứng nha anh em. Đề ba là phen gặp anh em. Toàn bộ phen bát Fuji hết nè, đó, Fuji nè. Rồi xem lóng nha anh em. Cây này đẹp anh em. Lóng này đóng lóng còn đẹp nè. Lóng này còn đẹp ha. Lóng này cũng còn đẹp luôn. Rồi lóng này ok luôn nha anh em. Rồi cây này 3m9 ha anh em. Phải không? Ừ đúng rồi. Ủa cây này 3m6 nha anh em. Dài là 3m6, cứng là cứng 30 anh em. Ngọn của nó là ngọn 2 ly 9. Gốc là gốc 29.2 nha anh em. Cây dài 3m6. Cây này mã số là mã số số 4 nha anh em. Mã số cần 4 giá 500 ha. Số cần 4 giá 500. Phôi cây này phôi đẹp ha anh em. Cần 4 giá 500. Cái mã số cần 5 anh em. Cây mã số cần 5 là một cây dài 4m5 đây. 4m5 ha. Khoan bát là phan bát Fuji hết nha anh em. Đây Fuji bát 7 đây. Góc này anh em. Góc quán chỉ ha. Đề ba là phan gặp nha anh em. Toàn bộ Fuji hết nha. Lóng nè. Đây lóng chạy ha anh em. Anh em không thấy rõ nè. Đây nó chạy ở đây nè. Đó. Xước ở đây ha anh em. Trên đây.
cái lóng này ok ha, cái lóng này không có chày nha anh em. Cái lóng nhìn này, lóng này có chày nha, chày một vết ở đây, vết nhỏ ở đây nè. Rồi phần trên đây, phần trên ok ha. Đầu bu. Rồi cây này là cây mã số cần 5 nha anh em. Cần 5 là ngọn 2 ly 6 ha. Gốc là gốc 31. Cứng cây này cứng 25 nha anh em. Độ cứng cây này 25. Rồi cây mã số 5 này để anh em giá 450 ha. Mã số cần 5 giá 450. Cây mã số cần 6 này là một cây còn bao nha anh em. Còn bao của nó ngoài luôn nè. 4m2 nè. Bao đó còn ở ngoài luôn. Rồi cây này là cây 4m2 nha anh em. Nè. Cây này hình đẹp ha anh em. Cây hình đẹp keng ha. Chỗ nào có chày hiểm báo anh em là có chày nha. Rồi cái để mở đó. Đây. Để coi có chày không. Đây chỗ này có chày dâm ở đây nha anh em. Đề ba là phải gặp nha anh em, toàn bộ là phải bát fuji hết ha. Khúc lóng đây. Rồi lóng này không có chày ha anh em. Lóng này còn đẹp ha. Lóng kiến tiếp theo. Cái này ở đây là cái gì phải chày không đây? Rồi, cái này chày ha anh em. Rồi đẹp nha anh em, ngoại hình cây này đẹp ha. Rồi cây này là mã số cần 6 nha anh em. Mã số cần 6, ngọn là ngọn 2 ly 3, gốc là gốc 38. Độ cứng cây này là độ cứng 25 nha anh em, cứng 25, dài 4m2. Giá cây này là 600 nha anh em. Rồi cây mã số cần 6 này là giá 600k ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình nha. Thì anh em có yêu quý mã số nào, anh em có thích mã số nào á, thì anh em nhắn tin gọi điện trực tiếp qua số điện thoại của mình nha, Zalo của mình luôn, Đồ Câu Phi Nguyễn anh em, 0779674320 ha. Rồi cái phí ship đơn hàng là một đơn hàng là đồng giá 30k ha, hai đơn hàng em miễn phí ship cho anh em nha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi hết clip nha, anh em có yêu quý thì đăng ký giùm mình một nút đăng ký nha anh em. Rồi hẹn anh em video sau nha.